Để nâng cấp hoạt động thu gom rác thải và cải thiện mỹ quan đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay thế số lượng thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố. Tới đây sẽ có hơn 1.000 thùng rác đời mới, hay còn gọi là thùng rác thông minh, sẽ được lắp đặt tại tất cả 24 quận huyện. Đây là loại thùng rác hai ngăn, một ngăn chứa chất hữu cơ dễ phân hủy, một ngăn chứa chất thải còn lại. Loại thùng rác này phù hợp với việc phân loại rác thải tại nguồn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai. 1.000 thùng rác thông minh sẽ được phân bố về 24 quận huyện để lắp đặt tại các khu vực công cộng, riêng quận 1, quận 3, quận 4, khu vực trung tâm thành phố và có nhiều điểm tham quan du lịch sẽ được bố trí thêm thùng rác thông minh để thay thế những thùng rác đã cũ, tạo mỹ quan đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đẩy mạnh kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để tăng cường về số lượng, chất lượng hệ thống thùng rác công cộng thông minh, giúp giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và tạo mỹ quan đô thị.